chào các bạn. Hôm nay mình được đi chơi với, đi hành hương với một nhóm người ở chùa Liên Hoa của mình, đi lên chùa Bụ Môn và sau đó là đi biển. Mình tưởng là kể cả không khí này không tới với mình được nữa, vì hơn một năm vừa qua dịch đó. Nhưng trừ mình rất là mừng, mình thấy mọi người cùng đi với nhau và không ai còn đeo khẩu trang hết, rất là vui luôn á, mình mừng lắm. Và phái đoàn của mình đã đi xuống biển Galveston. Đây là biển Galveston, bãi biển rất là đẹp và sạch các bạn ạ. Thì mình cũng làm cái clip ngắn để cho các bạn xem, các bạn thấy thích thì cũng dẫn gia đình và đi xuống biển chơi cho mát trong mùa hè này, và cùng với mình mừng hiếu tinh mình hết dịch. Mình thấy không còn ai đeo khẩu trang hết nữa, mình mừng lắm luôn. Mình tưởng cái cảnh này không bao giờ trở lại đâu, vì dịch mà nghe số người bị bệnh bị dịch chết mình rất là buồn, mà không ngờ là đã trở lại với hiếu tinh mình bình thường rồi, không còn ai đeo khẩu trang hết. Và mình làm cái clip ngắn này để các bạn xem cho vui ha. Thôi clip cũng dài rồi, mình dừng clip tại đây. Và chúc các bạn một ngày được an lành. Đây các bạn thấy vui chưa? Chào các bạn.